Hôm nay cái live video này thì trước tiên thì mình muốn nói đến ngày mai. Ngày mai là tưởng niệm 43 năm cuộc hải chiến ở Hoàng Sa. 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nói đúng ra là đúng là 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo của quê hương. Nhưng mà như những gì chúng ta được biết là hình như là nhà nước này chưa vinh danh. Nhà nước này, một nhà nước mà bây giờ đang 74 chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ cái mảnh đất của họ cũng đang sống. Nhưng mà cuối cùng thì chưa thấy một lần nào nhà nước này công khai vinh danh, bởi vì là một điều đơn giản là đó là lính của Việt Nam Cộng Hòa. Xin lỗi mọi người là vì có một cái chút trục trặc. Đó thì tôi đang nói dở là 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo. Nhưng mà nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa chưa có một cái buổi lễ nào chính thức nào để vinh danh họ. Bởi vì họ là người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là người của Cộng sản. Đấy là một cái điều mà phải nói là rất là nực cười và trò trẻ con. Bởi vì họ ngã xuống là vì quê hương, vì cả cái mảnh đất Việt Nam này. Ngày mai như cái năm cách đây độ 2 năm hình như tôi không nhớ, không nhầm 2005 thì họ cũng cho dự luận viên ra phá rối. Phá rối một tưởng niệm mà rất là trơ trẽn, hát cái bài Con bướm xinh cái gì đó, anh em chắc còn nhớ. Và họ nhảy múa giơ những búa liềm trước mặt anh em đang tưởng niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ. Tôi nghĩ là ngày mai chắc họ đủ khôn ngoan để họ không làm những cái trò lố bịch như thế, cái trò mà để cho thế giới họ cười vào mặt mà thôi. Những người đã ngã xuống vì cái mảnh đất này, vì đất nước này, muôn đời sẽ được tôn vinh. Không cứ gì là người của bên 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 Việt Nam Cộng Hòa hay là người của Cộng sản, miễn là xả thân hy sinh vì đất nước này. 43 năm. Vâng. Anh Lân Thắng nhớ là 2014, đúng rồi, 2014, 2015, những cái buổi tưởng niệm đều bị phá rối một cách phải nói là không thể chấp nhận được. Và cái sự giằng co là anh em đều nhớ. Khốn nạn là giật vòng hoa và nhảy múa trước mặt bao nhiêu người như thế. Họ làm như thế là họ là một lũ vong ơn bội nghĩa. Dư luận viên thì đứng sau dư luận viên cũng là thành ủy và đứng sau dư luận viên là cái ban bệ và là cái người của chế độ này. Họ làm những cái việc khốn nạn như thế. Và cho dù như thế nào đi chăng nữa, nhân dân ta cần phải biết sự thật là 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nhé. Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống bảo vệ Hoàng Sa. Đấy là điều lịch sử để lại và không thể nào thay đổi được, không thể nào có thể mà xóa nhòa được. Tất cả những kẻ phá rối, tất cả những kẻ muốn nuốt trôi một cái lịch sử phải nói là theo tôi nghĩ là một cái lịch sử đáng tự hào của Việt Nam Cộng Hòa khi 74 chiến sĩ đang ngã xuống. Và một cái vấn đề nữa, tôi nghĩ là ngày mai ai có bất chút thời gian thì nên đi để tưởng niệm, để nhớ, để biết ơn những người đã bỏ xương máu ra, bỏ mạng cho chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù là chúng ta đang sống dưới nước Cộng sản, nhưng mà mình phải tri ân những cái người mà vì Tổ quốc mà ngã xuống. Một vấn đề nữa tôi muốn nói vấn đề này là vấn đề nữa này, tăng giá xăng. Thật sự cái thời gian vừa qua để mà tôi nói thật với cả các bạn là có những lúc mà tôi không còn cảm xúc nữa, tôi chết hết cả mọi cảm xúc, bởi vì tôi thấy xung quanh tôi mất lòng tin nhiều. Thật sự tôi mất lòng tin rất là nhiều. Nhưng mà mấy hôm vừa rồi nó có quá nhiều điều để mà chúng ta bàn tới, có quá nhiều điều để chúng ta nói tới, cần phải nói tới. Bởi vì đó là sự sống của chúng ta, đó là miếng cơm manh áo của chúng ta và là con chúng ta nữa. Chúng ta còn im lặng, chúng ta còn để chúng nó bịp bợm đến bao giờ? Tôi thật với cả mọi người là tôi không hiểu mọi người cảm xúc mọi người như nào, nhưng khi tôi đọc cái báo Dân Chí và tất cả cái báo mạng của chính thống đưa là dự thảo luật đang bàn tăng thêm 5.000 đồng tiền thuế môi trường cho mỗi lít xăng.
Chúng nó nói những cái lời chúng nó phát biểu và chúng nó đưa những cái dự cái luật mà chúng nó dự định chúng ban hành ra, chúng nó không còn liêm sỉ. Tôi nói là chúng nó không còn một chút liêm sỉ nào, và chúng nó dọn đường dư luận, chúng nó đưa ra những cái như thế để dọn đường xem được cái phản ứng của dân mình như thế nào. Và dân mình một đàn cừu vẫn đi, vẫn lầm lũi bước đi. Mọi người nên nhớ là mỗi lít xăng hiện tại, riêng phí cái thuế của môi trường chúng ta đã đóng đã là mất 3.000 đồng. Chưa kể có thuế VAT, tức là một lít xăng hiện tại dừng, các chuyên gia tính là chúng nó ăn 8-9 nghìn một lít xăng. 16-17 cái xăng bên chúng nó đút túi 8 nghìn đồng một lít xăng rồi. Thử hỏi một ngày tiêu thụ bao nhiêu lít xăng. Mà bây giờ chúng nó lại đang tâm lại bảo thêm 5.000 thuế, cái gọi là thuế của cái môi trường. Cái môi trường cái gì? Môi trường chúng nó tàn phá môi trường. Chúng nó không đủ tư cách để thuê, để thu bất kể một cái gì của thuế của môi trường hết. Một bọn ăn tàn phá hại không đủ tư cách. Tôi nói với mọi người là 5.000 một lít xăng nhá. Chúng nó tăng thêm tất cả là, nếu mà tổng cộng là 8.000 đồng. 8.000 đồng một lít. Như nãy Hoàng Dũng post một cái status là tính ra 8 tiếng đồng hồ dân Việt Nam chúng ta có thể làm thu nhập được 9 lít. Nhưng người Mỹ 200 lít. 8 tiếng lao động. Chúng ta để mà thu được cái thành quả, cái tiền lương chúng ta hưởng được là 8 lít, nhưng mà riêng ở ở Mỹ là 200 lít. Tất nhiên là so sánh rất là khập khiễng. Nhưng chúng ta phải nói là ở Mỹ là bây giờ các bạn ở nước ngoài các bạn hỏi tức là bao nhiêu tiền một ga lông dầu? Tức là chúng nó phải nói là không còn một chút liêm sỉ nào. Không còn một chút liêm sỉ nào. Bởi vì đơn giản là ngân khố chúng nó rỗng rồi. Chúng nó sẽ ăn cắp cách này cách khác. Cướp cách này cách khác. Đấy là sự khốn nạn, là sự lưu manh của cái chế độ này. Và chúng ta phải cần nhận ra vấn đề đó. Tôi chỉ xin mọi người là những cái việc tôi hoặc anh em tôi làm, mọi người đừng nói là vĩ đại. Mọi người đừng nói là anh Thư là... Xin lỗi tôi, please tôi xin mọi người đừng bao giờ nói những từ chúng tôi làm việc vĩ đại. Chúng tôi không hề vĩ đại. Chúng tôi chỉ làm những việc rất bình thường trong một cái xã hội bất bình thường. Chúng tôi không hề vĩ đại một chút nào. Xin mọi người đừng bao giờ dùng cái từ hoặc là còm. Tôi nghe tôi cảm thấy nó buồn cười. Chẳng một chút nào vĩ đại hết. Chúng tôi chỉ lên tiếng những cái điều mà đáng phải lên tiếng. Là con người thấy cái sai cái trái thì phải lên tiếng. Đấy là cái điều bình thường à? Đâu có phải là điều bất thường đâu. Bởi vì cái xã hội này nó đã bất thường, cho nên mọi người nghĩ nó là ghê gớm. Thực ra nó không hề một chút gì. Đấy là cái điều đương nhiên. Đương nhiên như hơi thở vậy. Chúng tôi cũng chẳng có mưu cầu gì hết. Kể cả mai này có dân chủ, tôi cũng chẳng có tham vọng gì cả. Bởi vì như bản thân tôi nói quan điểm cá nhân tôi không đủ tầm. Tôi chỉ là người cất lên tiếng nói trong, nếu thấy bất công, vậy thôi, hoạt động xã hội, vậy thôi. Tôi không đủ tầm để làm một cái gì hết, để mà làm ông to bà lớn gì mà đừng 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 nói là tương lai lãnh đạo gì không. Bây giờ mình không nói chuyện đó, nó xa vời quá. Bây giờ chúng ta nói cái quyền lợi sát sườn chúng ta này, tại sao chúng ta có thể chẻ hoai từng đồng từng hào một với cả giúp việc với cả người bán rau bán cà bán dưa 500 một nghìn có thể mặc cả gãy cả lưỡi, đúng không ạ? Ô xin có thể họ bảo là tăng cho tôi 200 tiền lương, 300 tiền lương thì so đo tính toán một bộ quần áo, từng vé tiền, vé xe đi tàu về, kể lể. Nhưng mà cái sự cướp bóc của chúng ta, của sự cướp bóc của cái chế độ này đối với chúng ta bao nhiêu ngày tháng nay, bao nhiêu năm nay, cái tiền thuế chúng ta đóng, chúng ta có bao giờ tự hỏi là hàng bao nhiêu nghìn tỷ thất thoát đi đâu không? Có giờ chúng ta hỏi không điều đó không? Sao chúng ta không nhìn xa một chút, chúng ta cứ nhìn cái thứ vụn vặt là thế nào? Một ngày, cái chế độ này nó cần phải duy trì bộ máy này nuôi bao nhiêu người hết bao nhiêu nghìn tỷ, và khi ngân khố rỗng chúng nó lại phải quay các cách khác, chẳng có cách gì ngoài cách móc túi dân. Đó là thực tế, không có cách nào khác ngoài cách móc túi dân. Cộng sản nó là như thế. Hôm nay tôi mới nghe chuyện mà tôi nghe chuyện là cái hồi mà nếu ai còn nhớ cái năm 1983 cái vụ Z30, anh Vova có nhớ, anh Vova có nói cái khi khi đó là chúng nó đói quá rồi, cái năm 83 đấy, và Bộ Chính trị ra lệnh miệng thôi, không có văn bản,
vào từng nhà khám đồ, vào từng nhà khám khám tức là khám nhà, không có văn giấy tờ văn bản gì, người của nhà nước vào khám nhà và cướp đồ của dân. Từ cái giường bô đất, từng bộ quần áo, từng cái cây xoan, cây gỗ mà họ 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 ngâm dưới dưới nước để họ có thể họ xây nhà, từng bao xi măng, trắng trợn cướp, tịch thu tài sản. Năm 1983. Đấy là bộ chính trị mà họ giao nhiệm vụ bằng miệng. Đấy, cái sự khốn nạn như thế. Và bây giờ chúng nó không cướp trắng trợn như thế, chúng nó cướp cướp kiểu khác. Chúng nó cướp kiểu khác. Tôi nói này, không một người nào chấp nhận cái kiểu mà tăng một phát xăng như thế. 3.000 là cũ rồi, bây giờ thêm 5.000 là 8.000 một lít. Nhưng mà chúng nó khốn nạn như này, chúng lưu manh này, chúng nó sẽ không tăng một phát như vậy đâu. Hôm nay tăng 500, mai tăng 1.000. Ngày kia tăng 1.500. Cứ dần dần chúng nó du ngủ. Chúng nó du ngủ và chúng đưa dân tộc này vào một cơn mơ, một cơn mê. Đấy, dân mình có, tôi nói thật với dân mình có một cái rất là buồn cười. Trẻ hoa từng đồng một với những người nghèo hoặc là với những người bán rau, nhưng mà bị bóc lột, bị móc túi hàng cơm ăn bao nhiêu năm nay thì không ai nói gì. Thế mới lạ, không ai nhìn thấy. Tại sao lại vậy? Bây giờ chúng ta nên biết và chúng ta nên nhìn ra những vấn đề như thế. Chúng ta có bao giờ biết nghĩ rằng thất thoát hàng mấy chục nghìn tỷ Vinasin, Vinalize, rồi tất cả mọi dự án mà thua lỗ, những dự án chết, những dự án treo, những thành phố chết, chúng ta có biết những tiền đấy ở đâu ra không ạ? Tiền của chúng ta, tiền thuế của chúng ta. Từng cái băng vệ sinh cũng là tiền thuế, từng cái giật nước đi vệ sinh cũng là tiền thuế của chúng ta. An sinh xã hội không có. Trường học, bệnh viện thì cũng như khốn nạn như thế. Tôi có một người nhà, tôi có người nhà, chú ruột tôi rất trẻ, bị ung thư. Và một giường bệnh, ba bốn người nằm, người nhà tôi luôn. Tôi đã từng chăm sóc hai người bị ung thư, toàn những người ruột thịt tôi, cậu ruột. Tôi đến bệnh viện rất là nhiều và tôi nhìn thấy những cái sự việc nói thật sự là cạn lời. Nhưng tại sao dân mình không nhận ra điều đó ạ? Có nhận ra không ạ? Nhận ra, nhưng mà để mà nói, chúng ta có giờ đặt câu hỏi là cái tiền thuế chúng ta đóng hàng ngày, đúng không? Chúng nó sử dụng vào cái việc gì? Điểm là không thể để chúng nó tăng một phát cái giá xăng, chúng nó đưa dự thảo luật năm thêm 5.000 đồng vào cái thuế, gọi thuế môi trường được. Chúng nó là tàn phá môi trường. Nếu nói môi trường, hãy nhớ đến Formosa. Formosa vẫn còn ạ. Nó vẫn tọa lạc nguy nga. Một thành phố, chúng nó đúng là một thành phố nguy nga ở miền Trung. Tôi xin lỗi, không ai đủ tư cách mà chúng đứa nào cho phép là thống kê thiệt hại mà đền 500 triệu đô. Xin lỗi, cái ông tổng, ông thủ tướng, ông Phúc nghẹo, ông không đủ tư cách. Ông biết thế nào mà ông bảo là nộp 5.000 đô, à 500 triệu đô. Cả một lũ sâu mọt, cả một lũ đời ưa lên làm người, và chúng nó thống trị chúng ta. Ngày này qua ngày khác, tháng này khác cũng do lỗi chúng ta. Tôi nói thật với cả mọi người, tôi xin lỗi là tôi đành phải nói những cái lời là chỉ có ai ngu xuẩn mới im lặng trong những cái chuyện mà nó đưa cái dự thảo luật 5.000 thêm 5.000 đồng tiền thuế môi trường. Chúng ta có chấp nhận bỏ ra từng lấy tiền không ạ? Tất nhiên tôi nói rồi, chúng nó sẽ không tăng một phát 5.000 đâu. Mọi người để ý mà xem. Nếu mà chúng nó hạ độ 300 đồng một lít xăng, chúng nó kinh lắm, rêu rao, chúng nó báo chí các kiểu.
Nhưng chúng nó tăng một phát 1.000, 2.000. Nó lưu manh như thế. Tức nó có lộ trình hết rồi. Nó bỏ, nó hạ thì nó hạ nhỏ giọt, nhưng mà nó tăng thì nó tăng một phát gấp mấy lần. Cái chuyện tôi nói như là cái chuyện giá xăng là cái đấy là tất cả phải sử dụng, không phải một mình tôi mà 90 triệu dân cái đất nước này đều phải sử dụng xăng. Có ngồi yên không? Tôi thấy cái ảnh chiều nay chúng tôi lên tận Bộ Tài chính, vâng. Tôi đứng tại Bộ Tài chính tôi biểu tình, tất nhiên chỉ là một chốc một lát thôi, chúng nó gọi bộ đàm gọi nhau ngay và chúng tôi phải đi. Rất nhiều ca like. Tôi nghĩ là phải vài ca like vài bữa nữa, nhưng mà tôi xin lỗi là tôi không phải lấy câu like cái chuyện đó. Tôi không cần phải câu like bất cứ một cái gì, tôi chỉ mong mọi người hãy hiểu ra vấn đề. Chỉ vậy thôi. Hiểu ra vấn đề, hiểu là cái đất nước này đang về đâu và cái bọn đè đầu cưỡi cổ chúng ta ngồi lên đầu những cổ chúng ta là bọn như thế nào, bản chất của chúng nó là như thế nào, mọi người chỉ cần nhận ra vấn đề đó. Tôi không cần like. Những cái like dạo chẳng để làm gì. Nếu các bạn không lên tiếng, nếu các bạn chưa đủ bản lĩnh, nếu các bạn chưa đủ xuống đường, các bạn chưa đủ đến những cơ quan đầu não cùng chúng nó, thì các bạn có thể chụp up một cái ảnh chụp lên. Để chúng ta có thể cất lên tiếng nói bảo vệ chính chúng ta. Tôi không nói là bảo vệ ai nhé. Chính chúng ta. Con cháu chúng ta nữa. Mồ hôi nước mắt mình bỏ ra, tại sao cho cái bọn đè đầu cưỡi cổ nó cướp ạ? Mình đang nuôi chúng nó mà. Nhưng ngược lại chúng nó có làm được cái cho mình đâu. Các bạn khoan, các bạn đừng còn ở đây lật đổ. Tôi chẳng có tuổi gì tôi lật đổ ai. Vấn đề tôi chỉ muốn các bạn nhìn nhận ra cái sự việc. Nhìn nhận ra cái gì đang diễn ra ở trên xã hội chúng ta đang sống, cái gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta và chúng ta cần phải làm gì? Cần phải làm gì? Đấy, cái tôi chỉ muốn nói như vậy. Chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta nhận ra chưa? Đến bao giờ chúng ta mới nhận ra những cái sự việc như thế? Thực sự là như tôi đã nói là lâu nay một thời gian gần đây tôi đã cũng thật sự là tôi cũng muốn rất là mệt mỏi. Tôi không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng mà cái chuyện tăng giá xăng này, cái dự thảo chúng nó đưa ra như này là cực kỳ khốn nạn. Nó cướp trắng trợn, không còn là tham nhũng nữa. Tôi nói này, nói tham nhũng là còn nói lịch sự. Tham nhũng là nói là còn chúng nó còn e dè dân mới dùng từ tham nhũng. Như thế này là chúng nó cướp rồi, chúng nó cướp trắng trợn luôn. Và chúng nó thông báo cho chúng mình là chúng tao sẽ cướp đấy. Tại sao chúng ta lại là những cái đàn cừu vậy ạ? Cứ từ từ cho đợi đến lượt chúng ta bị xén lông. Chỉ cần chúng ta nhận ra điều đó. Tôi chỉ cần các bạn nhận ra điều đó. Chúng ta đang sống một cái xã hội như thế nào? Chúng nó có thể bỏ ra 60 tỷ để làm những con rồng, con Pikachu vớ vẩn. Nhưng mà để mà xây dựng trường học và bệnh viện chúng nó không. Các bạn phải hiểu là mọi dự luật, mọi cái ý định chúng nó đưa ra trước, thăm dò cái phản ứng của người dân. Ngay cả cái vụ hiến máu cũng vậy. Xin lỗi, rất bô la bô toét, bắt buộc người dân hiến máu một năm một lần. Chẳng ai tên là bắt buộc ở đây hết. Và khi chúng ta phản ứng đúng không ạ, thì chúng nó kêu là đấy chỉ là một cái ý định thôi nọ kia. Thế tất cả chúng ta ngồi im thì sao? Và cái giá xăng này cũng thế, mọi người nhớ. Thật sự là ra Bộ Tài chính chiều hôm nay không phải đơn giản đâu ạ. Đấy là cơ quan đầu não của chúng nó. Chúng nó có thể khép tội anh em chúng tôi bất kể một tội nào. Nhưng cái việc gì đáng làm chúng tôi vẫn quyết phải làm.
Còn có thể ra những chỗ khác có thể nó tất nhiên vẫn là tốt thôi, nhưng nó rất là an toàn, nó rất đỡ rất nhiều. Ra tận bộ tài chính, nhưng mà cuối cùng là bắt buộc phải làm vấn đề này. Không thể để như thế được. Cứ câm lặng mãi. Nếu nói đến môi trường, tôi nói thật với cả cái chế độ này nó không đủ tư cách để dùng để nó động đến cái chữ môi trường, bởi chúng nó đã tàn phá môi trường, rừng chúng nó phá hết. Đây này, Formosa vẫn còn sờ sờ kìa. Nó kéo theo hàng bao nhiêu triệu dân miền Trung, cái tương lai nòi giống của chúng ta. Cái hậu quả nó cực kỳ khủng khiếp, hậu quả nó vấn đề lâu dài ở cái đất nước này, cái tương lai đất nước này. Nhưng tại sao chúng ta vẫn im lặng ạ? Tại sao vậy ạ? Chóp bu lãnh đạo này, cái bọn này nó không đủ tư cách dùng hai cái chữ mà thu cái thuế gọi là thuế môi trường. Chúng nó tàn phá môi trường thì chưa nói sao. Và tôi nói cái hậu quả của Formosa nó sẽ khủng khiếp. Nòi giống què cụt hết, bệnh tật. Và chúng nó đang tìm mọi cách để chúng nó chìm xuồng. Chúng nó nghĩ là chúng nó sẽ tống tiền đền bù là xong. Đâu, vấn đề không phải là vấn đề vì tiền. Vấn đề là Formosa nó vẫn đang hoạt động, nó vẫn tọa lạc trên mảnh đất quê hương của chúng ta. Đâu phải vấn đề vì tiền đâu. Có thể nó trả đền bù bạn 1 tỷ. Mỗi gia đình, tôi cứ cho là kể cả 1 tỷ đấy nữa. Thế chúng ta ngấm ăn vào những cái đồ chất bẩn, cái biển chết, cá chết như vậy, bệnh tật như vậy. Duy trì nó giống tao làm sao? Bọn này nó đang điên vì tiền. Thật sự là rất bức xúc những cái ngày, những cái gần đây. Càng ngày chúng nó càng tỏ ra là một cái chính phủ ăn cướp. Chẳng ai muốn lên đây để mà nói những cái vấn đề nó thật sự là rất là đáng buồn. Thật sự là rất đáng buồn, không hay ho gì. Một cái tương lai xám ngoét mờ tịt luôn. Cái dân tộc này, cái đất nước này. Chẳng có tương lai gì cả. Ngày mai kỷ niệm 43 năm hải chiến. Cách đây vài hôm thì cái ông Lú, ông sang Tập Cận Bình, sang gặp Tập Cận Bình, thằng Tập Cận Bã đó. Tôi đảm bảo là không dám hé răng động đến cái chuyện này, đắc đếu đều chắc chắn. Đấy, hèn hạ khốn nạn như thế. Tôi bảo là bắn mấy phát, 21 phát đại bác là thôi, coi là thôi xong rồi. Lệ thuộc tàu hoàn toàn rồi. Bán mẹ là nước rồi. Bất hạnh. Vấn đề là chúng ta cần biết những cái vấn đề đó. Chúng ta cần biết cái sự thật đó. Chúng ta cần biết chúng ta đang sống một cái đất nước như thế này. Với một lũ lãnh đạo là ngợm chứ không phải là người. Vô liêm sỉ. Sẵn sàng phát biểu những câu, sẵn sàng đưa những cái dự định, cái dự luật mà chúng ta định đưa ra. Nói như không à. Vác xác sang chầu Thiên Triều. Trong khi đó tôi nói nhá, trong những ngày gần đấy, bọn máy bay Trung Quốc nó vẫn xâm phạm vùng biển của chúng ta, vùng trời của chúng ta. Câm. Câm như hến. Bao nhiêu ngư dân, bao nhiêu chiến sĩ bị tử nạn ở biển Hoàng Sa, Trường Sa. Tàu bao nhiêu bị bắn. Bao nhiêu tàu bị bắn. Bao nhiêu ngư dân chết oan. Không một thằng nào mở mồm dám nói. Tôi xin lỗi, cực kỳ khốn nạn. Không một thằng nào mở mồm dám nói. Chúng nó còn bưng bít thông tin. Chúng nó còn bịt đi những cái mạng người chết. Chúng nó nghĩ là chúng nó tống cho người ta 50 triệu, 30 triệu đã là đền bù rồi. Nhưng mà tôi không nói vấn đề tiền. Cái danh dự, cái tổ quốc này, chúng nó bán rẻ. Máu người dân đổ xuống, trong khi đó chúng nó thưởng cái thành quả của cái máu người dân, chúng nó ăn trên ngồi chốc. Mọi người như chúng nó, những cái quan chức ấy,
Tôi mới nói mọi người là chúng nó gửi hết tiền đến ngân hàng nước ngoài rồi, con cháu chúng nó một đi hết rồi. Có một cái biến cố thôi sẽ có là chúng nó chạy hết à. Không có ở đây đâu. Chúng ta sẽ ở lại, những người dân chúng ta sẽ ở lại và sẽ chết. Chúng nó không ở lại đâu, con cháu chúng nó đi hết rồi. Suốt ngày chúng nó rêu rao là cái gì ạ, tư bản dễ chết, rồi là thế nọ thế kia. Chúng nó không theo đường hướng phương Tây, chúng nó duy trì chế độ độc tài cộng xã hội chủ nghĩa, cộng sản độc đảng. Nhưng mà con cháu chúng nó, mọi người phải biết là con cháu vợ con chúng nó cho hết sang con nước tư bản. Mọi người có nhận ra điều đấy không ạ? Một nghịch lý rất là mâu thuẫn. Tôi hỏi là tại sao chúng nó không cho con sang Bắc Triều Tiên, sang Trung Quốc đi, sang Cuba mà sống, anh em đó, sang các nước xã hội chủ nghĩa. Mọi người có đặt câu hỏi không ạ? Tại sao chúng nó không sang những cái nơi du lịch, sang đấy mà shopping, sang Bắc Hàn ấy, sang Bắc Triều Tiên mà shopping? Con cháu sẽ mua biệt thự ở Bắc Triều Tiên, mua biệt thự Cuba mà sống. Tại sao còn đi Mỹ, đi Úc, đi Anh, đi Pháp, toàn những cái đi các nước tư bản chúng nó vẫn ra chúng nó chửi đấy. Mọi người phải hiểu vấn đề là chúng nó khốn nạn ở chỗ đấy. Mâu thuẫn tất cả mọi việc, nó mâu thuẫn thì mất cả chỉ vấn đề chúng nó để duy trì cái chế độ thôi. Đấy một đây, tôi nói thực tế là như thế ạ. Con trai con bộ trưởng Bộ Y tế Kim Tiến đang sống ở Mỹ rất sung sướng, toàn đi xe sang thôi. Con ông Trung, giám đốc chủ tịch ban nhân dân thành phố cũng đang ở nước ngoài, tất cả đều ở nước ngoài hết. Mọi người phải nhớ là tất cả con cháu hiện chúng nó ở nước ngoài hết, chúng nó không ở đây. Cho nên chúng nó kệ mẹ chúng ta. Môi trường tàn phá, đạo đức thì băng hoại, chúng nó kệ mẹ chúng ta. Đến bao giờ chúng ta mới nhận ra, đến bao giờ chúng ta mới thức tỉnh ạ? Chúng ta ngủ quá lâu rồi. Tôi nói những cái chuyện này là nó đang diễn ra, nó thực tế. Tôi không nói cái điều gì xa vời. Tôi cũng chẳng phải là nhà dân chủ. Mai nào có dân chủ tôi chỉ thích ở một sống cuộc sống bình thường. Tôi không phải là thứ thích bon chen. Tôi không hề thích bon chen. Chẳng ghê gớm gì những cái chuyện tôi nói. Nhưng mà mọi người cho là ghê gớm, cho là giỏi giang. Tôi chẳng thấy có gì mà giỏi giang. Bây giờ tôi nói những chuyện rất bình thường. Một cái chuyện rất bình thường ở trong một cái xã hội. Chẳng qua nó chẳng ra cái gì cho mọi người nghĩ là nó ghê gớm lắm đây. Bởi vì mọi người sống quen rồi. Cái não trạng mọi người bị nhồi sọ, không dám nói một cái gì hết. Cái môi trường là cái quan trọng nhất để chúng ta duy trì sự sống. Vậy mà bây giờ mọi người biết đấy, miền Trung 50 năm mới hồi phục được biển. Đất thì chúng nó cho thuê 70 năm. Cho Trung Quốc thuê 70 năm, thế là bán mẹ nó rồi chứ còn thuê cái gì. Đấy, nó dã man như thế. Tại sao mọi người không nhận ra điều đó? Mọi người có chấp nhận gánh một cái giá xăng cao ngất trời như thế không ạ? Tôi nghĩ là để mà chấp nhận một cái giá xăng cao ngất trời như thế thì tôi nghĩ là cũng xứng đáng để cai trị. Tôi nói đơn giản, chúng ta còn hèn nhiều. Một cái lì xì như này, quyền con người, và đằng sau đề là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Một cái lì xì rất đẹp, rất bình thường. Lúc mà tôi hỏi là tôi có thể lấy lì xì không thì ok thích, nhưng mà khi tôi đưa ra lại không dám lấy, không dám cầm. Rất đau lòng. Cái quyền con người là cái quyền đương nhiên. Chúng ta là con người mà, chúng ta sinh ra là người đương nhiên, nhưng mà cuối cùng chúng ta lại không dám. Hóa ra chúng ta không nhận ra là con người, không dám nhận cái kể cả bao lì xì này đây là chữ quyền con người mà chúng ta không công nhận. Bản thân chúng ta còn phủ nhận chúng ta là con người. Chúng ta là con gì ạ? Thế là con vật à?
nó có quá nhiều vấn cái đất nước này có quá nhiều vấn đề mà tôi nghĩ là để nhận ra không phải là khó đâu ạ. Không hề khó. Đấy thôi hôm nay thì cũng lâu rồi cũng không có nói chuyện với cả bà con. Thì hôm nay là có một số vấn đề muốn chia sẻ với bà con một chút. Nếu mà bà con thấy đúng thì bà con suy nghĩ. Nếu thấy tôi nói đúng thì suy nghĩ, còn nếu tôi nói sai thì có thể bỏ qua. Một cái vấn đề rất đơn giản vậy thôi ạ. Thôi, xin chào mọi người ạ.